Tổng thống Nga Putin trở thành một nhà sư, hay giáo hoàng có thực sự gặp gỡ một người đóng vai quỷ Satan, và Will Smith lại tiếp tục tát một ai đó trong buổi lễ trao giải Oscar? Tất nhiên, câu trả lời là không. Tất cả những hình ảnh này là giả. Chúng chỉ có điểm chung duy nhất là được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Một số hình ảnh nhìn khá chắc chắn, vì thế nhiều người đã bị đánh lừa, như bức ảnh này. Nhưng nhìn kỹ vào các điểm sau, tấm chắn mũ của người này chồng lên mũ của người khác, hay tấm chắn mũ cũng chèn lên đầu của ông, và máu nhìn cũng rất giả. Đây là ảnh giả. Chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ về các cách sáng tạo và nội dung do AI tạo ra. Chúng ta cần quen với sự thật rằng không thể thực sự tin vào bất kỳ bức ảnh nào trên mạng. Vậy làm thế nào để biết rằng đó là ảnh giả? Chuyên gia đưa ra một số cách để chúng ta tham khảo, đó là hãy nhìn thật kỹ. Bởi vì chúng ta thường có thói quen lướt mạng, do đó rất có thể sẽ bỏ qua những bức ảnh trông thật vô lý về các bộ phận trên gương mặt như thế này. Nếu nghi ngờ, thì hãy phóng to bức ảnh. Ví dụ, giáo hoàng sẽ không bao giờ mặc áo khoác này. Nhìn kỹ sẽ thấy phần tay bị bóp méo và không cầm bình nước đúng cách. Ngoài ra, hãy tìm kiếm nguồn gốc của bức ảnh. Đôi khi nó đã được chú thích rõ là sản phẩm của AI. Tất nhiên, cũng có một số phần mềm để kiểm tra độ chính xác của bức ảnh, nhưng không phải lúc nào cũng đưa ra kết quả chính xác. Do đó, chúng ta phải thật tỉnh táo và luôn đặt câu hỏi liệu đó có phải là bức ảnh thật hay không.